Ba đô. hành trình liễu sinh thoát tử hồ niệm người lâm chung quán niệm về nghiệp khi mãn vận dù là vua chúa cũng giả từ của cải giàu sang bạn bè quyến thuộc họ hàng đi đâu ta cũng chẳng mang được gì chỉ duy có nghiệp mang đi theo như hình bóng không trừ một ai nói đến hành trình sinh tử không thể không nhắc tới nghiệp bởi vì đây là quy luật tự nhiên chi phối toàn bộ tiến trình đời sống và cái chết trong vòng quay luân hồi bất tận trong vòng quay đó cả sự sống lẫn cái chết đều không ngừng được nghiệp dẫn dắt do nghiệp mà cái chết có thể đến sớm hay muộn là một trải nghiệm dữ dội hay bình an cũng chính nghiệp sẽ quyết định sự tái sinh an lành hay đọa lạc. Tuy nhiên, nghiệp là một chủ đề quán niệm vô cùng rộng và sâu, để khởi đầu, bạn hãy luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy sau đây của chư Phật: Đừng làm điều ác, hãy làm tất cả điều lành và chế ngự tâm mình. Đây là chìa khóa của sự thực hành giải thoát khỏi đau khổ để chứng đạt được chân hạnh phúc. Bây giờ bạn có thể đặt ra câu hỏi nếu vạn pháp vốn là tính không và tồn tại theo nhân duyên vậy tại sao chúng ta có lúc vui vẻ có lúc tuyệt vọng và đau khổ tại sao những điều tốt và xấu lại đến với chúng ta giáo lý đạo phật dạy rằng do vô minh che chướng nên chúng ta không nhận ra tự tính không của vạn pháp chỉ đến khi thoát khỏi vô minh chứng đạt giác ngộ chúng ta mới không phải thăng trầm treo những rắc rối phiền toái đó nữa. Đồng thời, Đạo Phật cũng đưa ra một luận giải cho rằng mặc dù ở mức độ chân lý tuyệt đối, vạn pháp là tính không, nhưng ở chân lý tương đối, mọi trải nghiệm của chúng ta đều tuân theo quy luật nhân quả hoặc quy luật nghiệp. Nghiệp, tiếng Phạn là Kama, có nghĩa là hành động của thân, khẩu, ý. Một tiến trình trong đó những hành động của chúng ta trong hiện tại là nhân của những quả báo chúng ta phải gánh chịu trong tương lai những hành động thiện sẽ dẫn đến quả báo thiện ví dụ một tái sinh tốt trong các đời kế tiếp sức khỏe tốt mọi ước nguyện đều thành tựu được mọi người tôn trọng và quý mến những hành động bất thiện sẽ mang đến quả báo khổ đau ví dụ có một tái sinh xấu như sức khỏe yếu mong ước không được thành tựu bị mọi người xung quanh sỉ nhục lăng mạ quy luật nghiệp cũng được biết là quy luật nhân quả nhưng khi sử dụng từ quy luật chúng ta nên hiểu là quy luật của tự nhiên giống như là quy luật lực hút trái đất thay vì được hiểu là luật do ai chế tạo ra thông qua thiền định nội chứng đức phật đã giác ngộ về quy luật nghiệp giải thích quy luật đó giúp chúng ta biết kiểm soát hành vi và cuộc sống của mình. Nếu trưởng dưỡng được hiểu biết đúng đắn về quy luật nghiệp, chúng ta sẽ hạn chế những hành động bất thiện và thực hiện các thiện hạnh để có nhiều giây phút hạnh phúc hơn và vơi bớt đi khổ đau. Một cách nhậm vận tự nhiên, quả báo sẽ theo sau tất cả những hành động của chúng ta. Điều này cũng giống như muốn có sức khỏe tốt thì chúng ta nên lựa chọn những thực phẩm lành mạnh bổ dưỡng và ngược lại chúng ta sẽ không thoát khỏi ốm đau nếu dùng những món đồ ôi thiêu hay độc hại không có lợi cho sức khỏe như thế chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình không có đấng thứ ba tồn tại bên ngoài nào khen thưởng cho những thiện nghiệp hay trừng phạt những hành động bất thiện của chúng ta một số quan niệm sai lầm về nghiệp một số người tự hỏi liệu quy luật nghiệp chỉ áp dụng cho những ai có niềm tin vào quy luật nghiệp và sẽ không áp dụng cho những ai không biết hoặc không có niềm tin nếu đúng như vậy thì tốt hơn hết là không nên biết về nghiệp và phải chăng những gì đức phật chỉ dạy là vô ích trong thực tế nghiệp là quy luật của vũ trụ có sẵn trong tự nhiên và chi phối tất cả mọi loài trong sáu đạo luân hồi dù cho chúng sinh có biết và có tin vào nghiệp hay không quy luật nghiệp cũng tương tự như lực hút của trái đất tất cả chúng sinh đều chịu tác động của lực hút dù họ có nhận biết điều này hay không hoặc như chất độc bất kỳ ai ăn phải chất độc đều bị ốm dù họ có tin hay không tin chất độc là gây hại cũng có những kẻ vô minh hỏi rằng phải chăng sự tồn tại quy luật nghiệp sẽ phủ định năng lực của lý trí trên thực tế với những ai không ý thức được quy luật nghiệp thì sẽ không có hoặc có một chút tự do lý trí bởi họ không biết đâu là nguyên nhân dẫn đến quả báo tốt và xấu mặc dù rất muốn có được hạnh phúc thành công và không muốn chịu khổ đau họ có thể không tạo ra nhân của hạnh phúc qua các trạng thái tâm tích cực như trung thực hào phóng không tham lam bám chấp mà lại tạo ra những điều mang lại rắc rối như nói dối lừa gạt mặt khác những ai hiểu biết về quy luật nghiệp lại tự do hành động theo cách để có được hạnh phúc như họ mong muốn và tránh những đau khổ bất như ý vì vậy nghiệp có nghĩa chúng ta là chủ nhân chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi và trải nghiệm của chính mình chứ không bị lệ thuộc vào một đấng siêu nhiên bên ngoài hay người khác hoặc hoàn cảnh nào tạo ra cả một số người lại có suy nghĩ rằng vì tất cả là tính không nên không có tốt và xấu không có đúng và sai quan điểm chấp không này là rất sai lầm và sẽ gây trở ngại lớn cho sự phát triển tâm linh của chúng ta những bậc thầy giác ngộ là những người thực chứng tính không bất nhị thấy rõ vạn pháp có cùng bản chất thuộc tính tồn tại của tính không tính không không phủ định tính tương đối của vạn pháp ở mức độ tương đối vạn pháp và mọi sự vật hiện tượng tồn tại theo nhân duyên cái này tồn tại phụ thuộc vào cái kia như những nguyên nhân và điều kiện tương hỗ cho nhau ở mức độ tuyệt đối mọi hiện tượng đều là tính không nhưng ở mức độ tương đối đau khổ và nhầm lẫn là kết quả của những hành động bất thiện hạnh phúc là kết quả của những thiện nghiệp vì vậy nghiệp hay quy luật nhân quả chắc chắn tồn tại và chúng ta cần phải trưởng dưỡng trí tuệ để thực chứng để được lợi ích tích cực nhất từ việc tôn trọng quy luật vĩ đại này có nhiều người thậm chí không phải phật tử trưởng dưỡng được niềm tin xác quyết tự nhiên về quy luật nghiệp cũng có nhiều người có thể trưởng dưỡng trí tuệ hiểu biết một cách tương đối về nghiệp qua trải nghiệm thực tế hoặc cảm nhận trực giác về nghiệp trong suốt cuộc đời tuy nhiên vẫn còn nhiều kẻ khác giữ tâm nghi ngờ và đòi hỏi những bằng chứng rõ ràng trực tiếp và cụ thể để được thuyết phục về quy luật này họ bị dính mắt vào sở tri chướng của tư duy bên ngoài mà không hiểu được rằng khó có thể đưa ra những bằng chứng cụ thể cho sự vận hành của nghiệp vì nghiệp vốn ở trong tâm mà tâm thì phi vật chất cách nghiệp vận hành là khi chúng ta hành động với thân khẩu ý một dấu ấn vi tế sẽ để lại trong dòng tâm thức chúng ta giống như những dấu ấn để lại trong cuộn phim của máy ảnh khi chúng ta chụp ảnh khi có đầy đủ nhân duyên và điều kiện phù hợp thì dấu ấn trong tiềm thức sẽ hiện ra dưới hình thức của những trải nghiệm đã diễn ra trước đây trong tâm của chúng ta. Tương tự như bức ảnh đã được vật chất hóa khi cuộn phim được rửa thành ảnh. Các bậc thầy dạy rằng, ở mức độ nhất định, chúng ta có thể nhìn thấy sự vận hành của nghiệp trong đời sống. Khi tâm chúng ta trong trạng thái không tốt, bất mãn với bản thân và cuộc sống hoặc sân giận với thế giới xung quanh, thì mọi việc sẽ không suôn sẻ ta sẽ gặp nhiều rào cản và điều tiêu cực khác. Nhưng khi tâm chúng ta trong trạng thái tích cực, tôn trọng và quan tâm đến mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm tốt. Những trải nghiệm này là bằng chứng rằng thái độ và hành vi của chúng ta đã ảnh hưởng đến những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu bạn thấy rằng những lý giải về quy luật nghiệp như vậy chưa hoàn toàn thuyết phục, tốt nhất bạn hãy kiểm tra lại lý do của sự chối bỏ này và tự hỏi bản thân mình xem liệu đó có phải là những lý do chính đáng hay cố thủ ví dụ bạn khó có thể chấp nhận quy luật nghiệp bởi đó là một quan điểm xa lạ với truyền thống văn hóa với các hệ tham chiếu đạo đức giáo dục triết lý mà bạn đang được biết vậy phải chăng đó là lý do chính đáng để bạn từ chối quy luật này một vài người lại có quan điểm về nghiệp theo xu hướng tiêu cực họ nghĩ rằng tôi gặp rất nhiều chướng ngại trong đời sống chắc hẳn tôi đã làm nhiều điều không tốt trong quá khứ bởi vậy tôi là một người xấu đây là quan kiến sai lầm không có cái gì gọi là một người xấu tất cả những ai chưa giác ngộ thì tâm đều bị phiền não vô minh và ảo tưởng chi phối dẫn đến những hành động không khéo léo có trí tuệ và tạo ra những rắc rối cho chính mình và mọi người xung quanh nhưng điều này không phải là bản chất thật của chúng ta tất cả chúng ta đều có khả năng và tiềm năng thoát khỏi vô minh ảo tưởng phiền não và cả những ác nghiệp để trở thành một bậc toàn tri với lòng từ bi hướng đến tất cả chúng sinh như chư phật chư vị bồ tát hay các bậc thầy giác ngộ Chúng ta không thể thay đổi những gì ta đã làm trong quá khứ, nhưng từ giờ phút này trở đi, chúng ta có thể thay đổi bản thân mình và giáo lý nghiệp chỉ cho chúng ta phương cách thay đổi. Đôi khi một số người chú trọng đến khía cạnh tiêu cực của nghiệp, ví dụ như bạn làm điều xấu thì sẽ phải gánh chịu quả báo xấu. Nhưng chúng ta đừng quên khía cạnh tích cực của nghiệp, ghi nhớ tất cả điều tốt đẹp trong cuộc sống thật là quan trọng thực tế chúng ta đang có một thân người quý giá sức khỏe tương đối tốt được mọi người giúp đỡ và đối xử tử tế hơn nữa lại có cơ hội học tập và thực hành phật pháp phát triển tâm linh hãy ý thức được rằng những điều tốt lành có được ngày hôm nay là do chúng ta đã gieo biết bao nhân lành trong quá khứ và từ suy nghĩ đó hãy nỗ lực gieo những nhân lành trong cuộc sống trước mắt bốn khía cạnh của nghiệp mục đích thiền định về nghiệp có hai cấp độ thứ nhất để phát triển nhận thức rằng chúng ta là chủ nhân của nghiệp chính chúng ta phải chịu trách nhiệm với những hành động thiện và ác của mình thứ hai để phát triển sự hiểu biết về hành động nào sẽ mang đến khổ đau hành động nào sẽ dẫn đến hạnh phúc chúng ta sẽ cố gắng không gieo nhân của đau khổ và phát triển nhân của hạnh phúc bạn nên thực hành thiền định phát triển động cơ tích cực cho việc thực hành thiền định về nghiệp hiểu biết sâu sắc hơn về nghiệp để tránh không gây ra rắc rối cho chính mình và người khác đồng thời có thể lợi ích hơn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh có bốn khía cạnh hay là bốn nguyên tắc chung của nghiệp nếu có thời gian bạn có thể thiền định cả bốn khía cạnh này trong một thời thiền nếu thời gian ngắn thì mỗi ngày thiền định về một khía cạnh. Khi bạn suy ngẫm về một khía cạnh hay một nguyên tắc, hãy liên hệ với cuộc sống thực tế của bạn hoặc những câu chuyện bạn nghe được để trải nghiệm được sâu đậm hơn. Hãy cố gắng đưa ra những kết luận có tính chất xây dựng như được giải thích ở cuối mỗi điểm dưới đây. 1. Nghiệp là chắc chắn. Điều này có nghĩa là có mối liên hệ nhất định giữa những hành động chúng ta làm với những quả báo chúng ta gánh chịu những hành động bất thiện sẽ đem lại chướng ngại và bất hạnh những hành động thiện sẽ đem lại hạnh phúc đó là quy luật tự nhiên không bao giờ có điều ngược lại nếu chúng ta trồng hạt bí ngô thì sẽ gặt hái quả bí ngô chứ không phải là quả ớt nếu chúng ta trồng hạt ớt thì sẽ gặt hái quả ớt không phải là quả bí ngô nhưng làm thế nào để chúng ta phân biệt đâu là hành động thiện và đâu là hành động bất thiện trong hai khổ đầu của kệ pháp cú đức phật đã giải thích tất cả đều phụ thuộc vào trạng thái tâm và động cơ của chúng ta tâm dẫn đầu tất cả các pháp tâm là chủ vạn pháp do tâm tạo nếu một người nói và làm với tâm không thanh tịnh sẽ mang lại đau khổ, giống như một bánh xe theo sau chiếc xe bò kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo ra các pháp. Nếu một người nói và làm với tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo họ, giống như bóng với hình không bao giờ rời nhau. Nói một cách khác, những hành động bất thiện xuất phát từ tâm không thanh tịnh, ví dụ như sân giận, bám chấp, ghen tuông, vô minh. Những hành động thiện lành được tạo ra từ tâm thanh tịnh, ví dụ như lòng từ bi, tình yêu thương, vô chấp hay trí tuệ. Đức Phật cũng đã giải thích 10 bất thiện nghiệp sẽ dẫn đến quả báo khổ đau, bao gồm bốn hành động của thân như sát sinh, trộm cắp, dâm dục, bao gồm ngoại tình và lạm dụng tình dục, uống rượu. Ba hành động của khẩu là nói dối, theo dệt, ác khẩu và lời nói tầm phào. Vô nghĩa, ba hành động của ý nghiệp, tham lam, sân giận, chủ định gây hại và tà kiến, không tin quy luật của nghiệp cũng như không tin vào khả năng giác ngộ ở nơi mỗi người. Tuy nhiên, cũng có một danh sách của 10 thiện nghiệp là những cố gắng không phạm vào 10 bất thiện nghiệp dựa trên sự nhận thức rằng gây đau khổ sẽ gặt hái khổ đau. Cụ thể là không sát sinh, không trộm cắp. Những ví dụ cho thiện nghiệp như giúp đỡ người bệnh, người nghèo, thường xuyên bố thí, tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức, kiên nhẫn và thực hành tâm linh với một động cơ thanh tịnh. Hãy nghĩ về đời sống của bạn và xem liệu bạn có thể nhớ lại bất kỳ nghiệp nào bạn đã tạo trong 10 bất thiện nghiệp và cố gắng nhận thức rằng mặc dù những hành động đó có thể mang lại cho bạn những lợi ích tương đối ngay trước mắt nhưng về lâu dài nó sẽ đem lại cho bạn kết quả không tốt. Hãy nhớ đến những thiện nghiệp bạn đã làm và cảm thấy hoan hỷ, đồng thời hiểu rằng đó cũng chính là nhân dẫn đến hạnh phúc cho chính bạn và mọi người. Hãy cố gắng cảm nhận, nếu tôi có những hành vi bất thiện như sát sinh hay lời nói xúc phạm đến người khác, tôi đã gieo hạt đem đến quả đắng của những trải nghiệm đau khổ. Nhưng nếu tôi làm những hành động thiện lành, ví dụ như hộ mạng chúng sinh, sống chân thật, tôi đã gieo hạt giống, đem lại quả ngọt của những trải nghiệm tốt lành và hạnh phúc. Bởi vậy, Tôi cố gắng tránh gây ra bất thiện nghiệp và tạo được thiện nghiệp nhiều nhất có thể, hay nghiệp tăng trưởng. Điều này có nghĩa nếu chúng ta thực hiện một hành vi bất thiện cho dù nhỏ nhất mà không áp dụng bất kỳ phương pháp đối trị nào như thực hành tịnh hóa thì ác nghiệp sẽ tăng trưởng liên tục và sẽ đem lại những kết quả không mong muốn. Về mặt tích cực một hành động thiện nghiệp dù rất nhỏ cũng sẽ đem lại nhiều kết quả lợi lạc điều này tương tự với bất kỳ điều gì chúng ta có thể quan sát trong tự nhiên ví dụ nếu ta gieo chỉ một hạt táo nhỏ qua năm tháng hạt táo đó có thể trở thành một cây táo to trĩu quả nếu chúng ta để cỏ mọc tự nhiên trong vườn thì nhanh chóng cỏ sẽ trang đầy vườn đức phật đã giải thích nguyên lý này trong kinh pháp cú thậm chí một nghiệp bất thiện nhỏ nhất có thể tạo ra sự phá hủy lớn và chướng ngại cho cả thế giới sau này giống như thuốc độc đã xâm nhập vào thân thể thậm chí những thiện nghiệp nhỏ bé mang đến hạnh phúc cho những kiếp tương lai hoàn thiện được mục tiêu lớn giống như hạt giống đem đến những vụ mùa bội thu nói chung bất kỳ hành động nào cũng đều đem lại bốn loại quả báo. Thứ nhất, quả báo chính mùi một cách đầy đủ. Thứ hai, quả báo giống với nguyên nhân dưới góc độ trải nghiệm. Thứ ba, quả báo giống với nguyên nhân dưới góc độ hành động. Thứ tư là quả báo về môi trường. Để minh họa điều này, chúng ta hãy lấy hành động sát sinh làm ví dụ. Quả báo chính mùi đầy đủ của việc sát sinh là tái sinh trong hoàn cảnh không may mắn, với rất nhiều chướng ngại và đau khổ quả báo giống với nguyên nhân dưới góc độ trải nghiệm là những trải nghiệm không hài lòng sẽ xảy ra sau đó đời sống của kiếp người nhưng mạng sống ngắn ngủi do bị giết hại bị chết yểu sức khỏe có vấn đề và liên tục bị thất bại quả báo giống với nguyên nhân dưới góc độ hành động là có khuynh hướng bản năng sát sinh đây là quả báo tồi tệ nhất bởi quả báo tiếp tục dẫn chúng ta tạo ra cùng một nghiệp lặp đi lặp lại nhiều lần do vậy chúng ta sẽ gánh chịu cùng một quả báo lặp lại nhiều lần chúng ta có thể thấy quả báo này ngay trong hiện đời khi chúng ta thực hiện một công việc cụ thể nào càng nhiều lần thì hành động đó càng dễ dàng lặp lại hơn và trở thành thói quen tập khí thậm chí trở thành nhậm vận tự nhiên quả báo môi trường của hành động sát sinh là được sinh ra và sống trong môi trường bạo lực chiến tranh chết chóc bất an không lành mạnh ngược lại nếu không sát sinh chúng ta có quả báo ngược lại như tái sinh trong điều kiện tốt có sức khỏe tốt một đời sống thọ mạng dài lâu thành công trong tất cả các hoạt động và nỗ lực sống trong môi trường lành mạnh và an bình sẽ có khuynh hướng tự nhiên biết yêu mến và bảo vệ đời sống của mọi người mọi loài hãy thiền định về những điều này và bạn có thể đi đến kết luận rằng cần phải tránh những hành động tiêu cực dù nhỏ nhất như là nói dối vô hại và bỏ qua những cơ hội để tích lũy và thực hành thiện nghiệp dù là nhỏ nhất như bố thí cho người vô gia cư hay thậm chí là chăm lo bữa ăn cho một chú chim nhỏ. 3. Nếu chúng ta không làm một hành động nào, thì ta sẽ không nhận quả báo đó. Điều này có nghĩa rằng, nếu chúng ta không có hành động bất thiện, thì sẽ không có quả báo xấu trong tương lai. Nguyên lý này giải thích tại sao đôi khi có những tai nạn xe cộ khiến một số người mất mạng, nhưng lại có những người lành lặng không một vết xước. Một mặt khác, nếu không tạo thiện nghiệp, chúng ta sẽ không thể có được những quả báo tốt lành trong tương lai. Nếu không trồng hạt, chăm bón, thì bạn không thể có một cây triệu quả. Nguyên lý này được hiểu dưới góc độ những trải nghiệm hiện tại của chúng ta. Dù bất kỳ thời điểm nào, khi phải đối mặt với chướng ngại hay sự bất hạnh trong cuộc đời, chúng ta cần nhắc nhở tâm mình rằng đó là do những bất thiện nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ nếu hiểu và chấp nhận điều này chúng ta sẽ không còn cảm thấy mình là nạn nhân phải gánh chịu khổ đau hay trách cứ người khác tất cả những điều may mắn ta có được được sinh làm người có sức khỏe có đủ miếng ăn được mọi người đối xử tốt là quả báo của những thiện nghiệp chúng ta đã tích lũy từ trong quá khứ chúng ta phải có trí tuệ để trân trọng và hân hưởng những quả báo này và cảm thấy hoan hỷ về những gì mình đang có. Đồng thời biết tự sách tấn, tạo động lực, tiếp tục làm các thiện hạnh mạnh mẽ và lợi ích hơn nữa ngay trong kiếp sống này. Bằng cách thiền định sâu sắc về điều này, bạn sẽ nhận ra nếu muốn có hạnh phúc và những trải nghiệm tốt đẹp trong tương lai, thì ngay bây giờ bạn phải thực hành thiện nghiệp, phải gieo nhân lành cho quả báo tốt đẹp đó. Nếu muốn tránh những chướng ngại và bất hạnh, bạn phải tuyệt đối tránh những hành động tiêu cực, không có gì rõ ràng và xác quyết hơn quy luật nghiệp nhân quả mà Đức Phật đã chỉ bày ra cho chúng ta. 4. Nghiệp không bao giờ mất Khi chúng ta thực hiện một hành động về thân, khẩu, ý, sẽ để lại một dấu ấn giống như gieo trồng một hạt giống trong tâm thức chúng ta nếu chúng ta không thực hành các phương pháp tịnh hóa để tịnh hóa hạt giống nghiệp thì hạt giống này sẽ duy trì ở trong tâm không bao giờ bị mất đi cho đến khi hội tụ đầy đủ nhân duyên hạt giống sẽ chín mùi dưới hình thức là những trải nghiệm tốt hay xấu đức phật đã dạy trong kinh pháp cú rằng nếu bạn đã làm một điều gì sai trái hay liên quan đến hành vi sai trái nào bạn chạy trốn với hy vọng có thể che đậy đi sự thật việc làm đó quả là việc làm vô ích và không có lối thoát nó tồn tại chẳng ở nơi nào nhưng những gì bạn đã làm sẽ theo bạn xuống đại dương lên bầu trời hoặc ở trong những hang núi xa dù cho đó là tốt hay xấu năng lượng của bất kỳ hành động nào bạn đã làm sẽ không bao giờ mất quả báo cũng sẽ đi liền theo đó năng lực của nghiệp. Với nhận thức đúng đắn rằng nghiệp chính là sức mạnh đưa chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chết đi rồi lại tái sinh vào kiếp khác, rồi lại chết đi, chúng ta cần biết lúc lâm chung năng lực dẫn sinh của nghiệp được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau. Cực trọng nghiệp có thể là cực trọng thiện nghiệp hoặc cực trọng ác nghiệp, loại nghiệp này có năng lực chi phối mạnh nhất khi bạn kề cận cái chết, chẳng hạn, những người niệm Phật đến nhất tâm bất loạn sẽ sinh thẳng về cõi Tịnh độ, đó là do năng lực của cực trọng thiện nghiệp. Những người phạm tội ngũ nghịch sẽ khó thoát khỏi tái sinh vào ba cõi thấp vì đó là cực trọng ác nghiệp. Cận tử nghiệp là nghiệp được tạo tác sau cùng trước khi một người chết hoàn toàn. Đa phần đó là ý nghiệp nếu không có cực trọng nghiệp thì cận tử nghiệp sẽ là năng lực dẫn sinh mạnh nhất chẳng hạn một người nếu ngay lúc chết khởi tâm sân giận thì người đó sẽ gặp nhiều khổ đau trong giai đoạn thân trung ấm và sẽ tái sinh vào cảnh giới không tốt đẹp ngược lại nếu người đó giữ được tâm thế an bình tỉnh thức thì sẽ có thể đi vào giai đoạn thân trung ấm một cách nhẹ nhàng và có nhiều khả năng được sinh đến những cõi lành sự sân hận trong giây phút lâm chung thật vô cùng tai hại cái chết vị vua a dục vị hoàng đế được biết đến như một bậc hộ trì phật pháp vĩ đại là minh chứng sinh động cho điều này trong lịch sử vua a dục đã từng xây cất không biết bao nhiêu bảo tháp chùa chiền thực hành vô số thiện hạnh hướng về tam bảo khi sắp lâm chung vua ra lệnh đem của cải trong kho ra bố thí trọng đại để làm phúc trước khi chết. Khi vị quan giữ kho phản đối, nhà vua tức giận vì điều này rồi chết. Sự sân hận đó khiến ngài phải đầu thai làm con rắn độc trong vườn ngự uyển, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ kho để trả thù. Nhờ có công đức đời trước, sau gặp được vị sa môn vì rắn thuyết pháp, do nghe pháp nên đức vua mới được thoát thân rắn sinh lên cõi trời cận tử nghiệp hình thành như là kết quả cuối cùng của một loạt chặn tư tưởng trước khi chết gọi là lộ trình tâm cận tử lộ trình này lại có liên quan chặt chẽ đến hai loại nghiệp được tích lũy trong đời sống vừa qua là tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp tập quán nghiệp là những nghiệp được lặp đi lặp lại trong đời sống khi lâm chung loại nghiệp đó sẽ khiến hiện ra cho người chết ba thứ ảo ảnh. Nghiệp, người chết thấy lại hình ảnh mình đang làm việc đó. Ví dụ người tu hành thấy mình đang tụng kinh, người đồ tể lại thấy mình đang giết lợn. Nghiệp tướng, người chết thấy lại những hình ảnh liên quan đến tập quán đó. Ví dụ người tu hành thấy chuông mỏ, kinh kệ, người đồ tể có thể thấy con dao, chậu máu ghê rợn. Hú tướng tập quán nghiệp dẫn người chết sinh vào cõi nào thì hình ảnh của cõi ấy sẽ hiện ra ví dụ người tu hành có thể thấy cõi Phật hoặc các thiên giới an lành còn người đồ tể thì thấy cảnh khủng khiếp của địa ngục tích lũy nghiệp trong tất cả các nghiệp chúng ta đã tạo tác nghiệp nào nặng nhất hoặc ấn tượng mạnh nhất trong dòng tâm thức của chúng ta có thể là thiện hay bất thiện có thể chúng ta chỉ làm một lần trong đời và có thể không ai biết cả nhưng chắc chắn nghiệp đó sẽ quay lại hiện ra vào lúc chết và làm nhiệm vụ dẫn sinh tóm lại thời điểm lâm chung là thời điểm vô cùng quan trọng khi nghiệp sẽ thể hiện mạnh mẽ năng lực chi phối dẫn sinh của mình nếu không hiểu biết và thực hành quán chiếu về nghiệp vào lúc lâm chung bạn sẽ không thể chủ động sáng suốt mà sẽ bị cuốn theo các ác nghiệp để tái sinh vào một trong sáu đạo luân hồi. Trên tiến trình chết như đã trình bày ở phần trước, nếu bạn tích lũy nhiều thiện nghiệp trong đời sống vừa qua, các tiến trình tan rã này sẽ có những dấu hiệu tương đối dễ nhận biết. Do vậy, bạn bè, người thân có thể dễ dàng hộ niệm cho bạn hướng tới một cái chết bình an và tái sinh an lành. Ngược lại, nếu từng tạo rất nhiều ác nghiệp trọng tội thì tiến trình tan rã xảy ra rất lộn xộn rất khó nhận biết và rất khó để người khác hộ niệm cho bạn một cách hiệu quả tịnh hóa nghiệp làm thế nào để tịnh hóa những hạt giống nghiệp chúng ta có thể tịnh hóa những nghiệp bất thiện bằng cách thực hành và sử dụng bốn năng lực đối trị cảm thấy hối hận ăn năn về những hành động bất thiện đã tạo đặt niềm tin vào sự giúp đỡ của những đối tượng quy y như Phật, Pháp và Tăng, thực hành thiện nghiệp để cân bằng ác nghiệp, quyết tâm không tái phạm. Chúng ta nên thực hành các phương pháp tịnh hóa hàng ngày trước khi đi ngủ để tịnh hóa tất cả những hành động bất thiện đã tạo trong ngày. Tuy nhiên, chúng ta có thể tịnh hóa tất cả ác nghiệp chúng ta đã tạo ra từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước đó trong thời thơ ấu, thậm chí là nhiều đời trước không bao giờ làm muộn cả. Những hạt giống nghiệp tốt có thể bị tiêu hủy khi ta nổi tâm sân giận hay có những quan điểm tà kiến, ví dụ không tin quy luật nhân quả, không tin vào khả năng đạt được giác ngộ nơi mỗi người. Chính vì vậy, bạn phải trưởng dưỡng trí tuệ và sự giác tỉnh để luôn canh phòng tâm chúng ta không rơi vào những thái độ và trạng thái tiêu cực như vậy dù thật khó tránh khỏi các xúc tình phiền não đặc biệt là sân giận chúng ta có thể bảo hộ cho những thiện nghiệp chúng ta đã tạo bằng cách hồi hướng công đức cho lợi ích của hết thảy hữu tình cho sự giác ngộ của tất cả chúng sinh kết thúc thiền định về nghiệp chúng ta quyết tâm loại bỏ những bất thiện nghiệp trong hiện tại và quá khứ bằng cách thực hành các phương pháp tịnh hóa như đức kim cương tác đỏa và bảo vệ những nghiệp tốt đã tạo bằng cách hồi hướng công đức đến sự giác ngộ của tất cả chúng sinh. Khi lần đầu thiền định về nghiệp, bạn có thể cảm thấy một cảm giác nặng nề và hơi sợ hãi, thậm chí sợ hãi như khi bác sĩ báo rằng bạn đang mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, có rất nhiều phương pháp để điều trị bệnh tật như là uống thuốc, điều trị vật lý trị liệu thay đổi chế độ ăn, thay đổi cách sống và cách làm việc. Tương tự như vậy, có nhiều phương pháp để tịnh hóa nghiệp. Hãy nhớ rằng, nghiệp không phải là định mệnh, không thể thay đổi được. Không có bất thiện nghiệp nào mà không thể tịnh hóa được. Vào thời Đức Phật còn tại thế, tại xứ Kosala từng có tướng cướp Angulimala là kẻ vô cùng bạo tàn, đã giết tới 999 người. Về sau, tên tướng cướp khét tiếng này đã được Phật độ cho quy y xuất gia làm tăng sĩ. Vị tăng đó đã miên mật tịnh hóa những ác nghiệp quá khứ và rồi cuối cùng chứng đạt quả A-la-hán. Lịch sử Kim Cương Thừa cũng ghi lại câu chuyện về bậc thành tựu giả trứ danh là Đức Milarepa sinh thời từng gây ra cái chết của 35 người cùng rất nhiều động vật, sự phá hủy mùa màng của nhiều người dân vô tội nương năng lực tu tập thực hành, Ngài vẫn có thể tịnh hóa được ác nghiệp của mình và đạt được giác ngộ ngay trong một đời. Như thế, dù nghiệp đã tạo ra tiêu cực thế nào, vẫn có thể được tịnh hóa một phần hoặc hoàn toàn qua quá trình thực hành tâm linh. Bạn hãy thiền định về nghiệp và tịnh hóa Vajrasattva kim cương tác đỏa bằng tư tưởng lạc quan và hồi hướng năng lượng tích cực bạn đạt được từ thiền định đến hết thảy tất cả chúng sinh, cầu nguyện tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ và đạt được giác ngộ một cách nhanh chóng. Trên đây đã trình bày một cách cụ thể những nội dung về nghiệp mà bạn cần thực hành quán chiếu trong đời sống hàng ngày. Nhờ tinh tấn trong pháp quán này, bạn có thể phát triển nhận thức rằng mình chính là chủ nhân của nghiệp và sẽ có trách nhiệm với những hành động của mình. Nhờ đó, bạn sẽ có thái độ sống đúng đắn, biết chấp nhận những bất như ý và tri ân những điều may mắn trong cuộc sống. Hiểu biết sâu sắc về nghiệp cũng giúp bạn thận trọng, cân nhắc trong từng hành động tạo tác để tránh xa các bất thiện nghiệp và phát triển các nhân của hạnh phúc và giải thoát điều này chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm an lạc trong hiện tại và tương lai với cái nhìn hiểu biết về nghiệp bạn thấy rằng đời người thật quý giá bởi đó là cơ hội cho bạn tích lũy vô lượng công đức và tịnh trừ vô số ác nghiệp là nơi duy nhất cho phép bạn tự do quyết định tính chất hạnh phúc hay đau khổ cho đời sống hiện tại cũng như tương lai của mình do đó hãy sử dụng thân người của bạn một cách hiệu quả nhất tránh xa những dục vọng ảo tưởng thế gian hãy dấn thân và nỗ lực tinh tấn thực hành hướng đến sự giác ngộ giải thoát <laughs> तो खायो माउ सपो खो माउवा सदमामी डर्वा सज मे जो खरा गराहो भगवा सर्वा ग बजर ममी मन जहाँ बजर Ya. Yeah.